Ta chào Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một bài văn giới thiệu bản thân khoảng 300 từ bằng uh, chung bằng tiếng Trung các bạn nhé. Thì cái bài văn này mình viết cũng rất là đơn giản thôi. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về tên này, thứ hai là về tuổi này, thứ ba là sinh sống ở đâu, sau đó là đang học tập hay là đang làm nghề gì, uh, chuyên ngành là gì, Uh, sở thích rồi uh, giới thiệu đôi chút về gia đình một bài văn này thì khoảng tầm 300 từ 300 tới 500 từ thì tùy vào mọi người viết đầu tiên mình uh, đi vào bắt đầu giới thiệu bản thân là mình sẽ có một câu chào là ta cho khảo hoặc là ní khảo Ní khảo là xin chào ta cho khảo là chào mọi người thường thì uh, chúng mình hay dùng là ta tra khảo bởi vì ví dụ như là ở đấy có rất là nhiều người các bạn giới thiệu bản thân mình ở trước lớp thì có rất là nhiều người đúng không thì mình sẽ dùng là ta tra khảo tiếp theo là um, khi mà đã chào xong rồi thì mình sẽ nói là uh, tôi xin tự giới thiệu hoặc là uh, tôi xin giới thiệu trước tôi là chấm chấm thì ở đây mình có mẫu câu là của xin chia sao ý xa của sư chỗ này nhá của xin chia sao ý xa hoặc là các bạn cũng có thể ấy, viết là của chu của chia sẻo ý xa chu của ủa truủa chưa chào í chưa Đây mình đổi cái phông chữ cho các bạn nhìn dễ nhé không đổi nữa ờ, Các bạn có thể viết là của xin chưa chào í chưa là tôi xin giới thiệu trước một chút hoặc là của truủa chưa chào í chưa là tôi xin tự giới thiệu của tru tôi là của truò tôi tên là tôi tên Sau khi mà đã giới thiệu tên của mình ví dụ như tên uh, là uh, thùy linh thì các bạn sẽ nói là uh, của lính uh, tên là uh, uh, nguyễn thị thúy thì mình sẽ giới thiệu là uh, của trèo rắn sư uh, hoặc là uh, tên là uh, tên là uh, mai thì mình sẽ giới thiệu là của uh, uh, Chèo khoáng mấy Uh, Hoàng Hoàng Mai thì mình sẽ nói là khoáng Mấy. Tiếp theo sau khi mà đã giới thiệu tên xong thì mình sẽ giới thiệu đến tuổi này. Uh, ở đây mình có mẫu câu là Trinh Thiên à, của Trinh Liên, của Trinh Liên 22 tuổi. <laughs> là tôi năm nay 22 tuổi. Tùy vào độ tuổi của các bạn. Ví dụ như 20 tuổi là của chân nén ở hoặc là 18 tuổi sẽ là của chân nến sứ ba sau khi mà đã giới tuổi giới thiệu tuổi xong thì các bạn giới thiệu ở uh, nơi sinh sống sinh ra như là của chu sông là tôi sinh ra tại ví dụ như là ở lào ở lào cai thì các bạn sẽ là của Chu sông yu Lào Chia, tôi sinh ra tại Lào Cai. À, hoặc là bạn nào mà sinh ra ở Hà Nội thì sẽ là của Chu sông yu Khuyến này, Khuyến Nay là Hà Nội. thì các bạn điền là Khuyến này, tôi sinh ra tại Hà Nội. của xin gia Chu chai là hiện tại tôi đang ở ở Chu chai là sinh sống sinh sống ở đâu đó. ví dụ như mình đang ở, ở lào cai mình sẽ ghi là của xin dài của xin dài chu chai lão chia lão chia lão này thanh ba các bạn nhé của xiên chai, chu chai, lào chia Là hiện tại tôi đang sinh sống ở Lào Cai Bạn nào mà đang ở, ở, ở Hà Nội thì sẽ là của xiên chai, chu chai, nay này uh, Tiếp theo mình giới thiệu nơi ở mình xong Mình sẽ giới thiệu mình là người nước nào Thì sẽ là của sư duyên nàn rấn tôi là người Việt Nam, hầu hết các bạn ở đây đều là người Việt Nam đúng không? của sư duyên đàn rấn bạn nào là người, người Trung Quốc sẽ là của sư chung của rấn Tiếp theo, sau khi mà mình đã giới thiệu ở oh, quốc tịch xong, mình sẽ giới thiệu là mình đang là uh, sinh viên đại học hay là um, mình đang học ở đâu, là sinh viên của uh, trường nào tiểu học sẽ là xẻo xế uh, trung học sẽ là uh, trung xế trong trung học thì lại chia ra cấp cơ sở và trung và cấp uh, trung học phổ thông trung học cơ sở sẽ là uh, trung du xế còn trung học phổ thông sẽ là cao trung xế đại học sẽ là ta xế nhưng mình có một câu ở đây là của sư ta sông tôi là sinh viên đại học tiếp theo tôi sẽ giới thiệu về chuyên ngành nếu như mà bạn nào đang là sinh viên đại học thì sẽ giới thiệu thêm chuyên ngành đây mình có mẫu câu sẵn cho các bạn này của tờ của tờ chuyên nghề sư Là chuyên ngành của tôi học là Của tờ chuyên nghề sư Bạn nào mà họ Bạn nào mà đã học chuyên ngành tiếng Trung Quốc Sẽ là Của tờ chuyên nghề sư Trung cớ ủy in Chuyên ngành tôi học là ngôn ngữ Trung Quốc Tiếp theo Sau khi mà các bạn đã Giới thiệu chuyên ngành xong Thì sẽ tới Sở thích Mình có một mẫu câu rất là hay Đó là tôi có rất nhiều sở thích ví dụ như nghe nhạc nhảy múa ca hát xem tivi là với dầu hành tua xin truy ai hao bỉ rú thinh in theo ủ chàng cưa khan tiên sử cái này thì tùy vào sở thích của các bạn có bạn thích đi du lịch sẽ là uh, lủy xính ừ, có bạn thích uh, chạy bộ uh, sẽ là bảo bù thì tùy vào sở thích của các bạn và thì rồi các bạn sẽ ghi ra đây nhé tiếp theo câu cuối cùng là uh, tình trạng mà uh, hôn nhân uhm, thì sẽ là của xin trải khái tan xuân uh, bạn nào mà đang độc thân thì có có thể dùng câu này hiện tại tôi đang độc thân uh, hoặc là bạn nào đã kết hôn rồi thì sẽ là uh, của của chiếu khuân lở chiếu khuân là kết hôn tôi kết hôn rồi Ờ, bố giàu, lão là, bố là Bố giàu, lão cung là Là tôi có vợ rồi, tôi có chồng rồi Thì uh, uh, Bài hướng dẫn của mình Cũng tới đây thôi các bạn nhé Hy vọng là cái bài này sẽ Có ích đối với các bạn nào đang học tiếng Trung thì Xin chào tất cả các bạn